Kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo phiên bản được công bố ngày 21 tháng 11, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp gần đây nhất không bày tỏ mong muốn sẽ sớm cắt giảm lãi suất, đặc biệt khi lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu của họ. Tóm tắt cuộc họp tổ chức trong 2 ngày 30 tháng 10 và 1 tháng 11 cho thấy, các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC vẫn lo lắng rằng lạm phát có thể gia giảng hoặc tăng cao hơn, vì thế họ còn phải hành động nhiều hơn nữa. Các quan chức cho biết, chính sách ít nhất cần phải duy trì ở mức hạn chế cho đến khi dữ liệu thể hiện rằng lạm phát đang trên đà trở về mức mục tiêu 2% một cách thuyết phục. Biên bản cho biết, các quan chức tham gia thảo luận đều cho rằng chính sách tiền tệ phải được duy trì đủ chặt để đưa lạm phát về mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, cùng với đó, biên bản cho thấy các thành viên ủy ban tin rằng họ có thể tiến hành cẩn thận và đưa ra quyết định dựa trên các thông tin tổng thể nhận được, cũng như dựa trên tác động của nó đối với triển vọng kinh tế và sự cân bằng rủi ro. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh phố Wall đang có tâm lý áp đảo rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. Các trader trên thị trường đang kỳ vọng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không còn tăng lãi suất nữa và có thể cắt giảm bắt đầu từ tháng 5 năm sau. Cuối cùng, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm 2024. Biên bản mới công bố không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các thành viên thảo luận về thời điểm họ bắt đầu hạ lãi suất. Điều này được phản ánh trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thực tế là ủy ban hiện không nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất. Ông Powell nói, lãi suất quỹ chuẩn của Fed vốn ấn định chi phí vay ngắn hạn trong khoảng từ 5,25 đến 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường lo ngại về việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Đây là chủ đề gây được bàn thảo nhiều trong cuộc họp. Cùng ngày 1 tháng 11, Bộ Tài chính đã công bố nhu cầu vay mượn trong vài tháng tới, thực tế sẽ nhỏ hơn một chút so với dự đoán của thị trường. Kể từ sau cuộc họp, lợi suất đã giảm từ mức cao nhất trong vòng 16 năm. Song, biên bản cho biết, bất kể nguyên nhân khiến lợi suất tăng dài hạn là gì, những thay đổi liên tục trong điều kiện tài chính có thể tác động đến chính sách tiền tệ, do đó các quan chức cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường. Trong lĩnh vực kinh doanh khác, các quan chức dự đoán tăng trưởng kinh tế quý 4 sẽ chậm lại rõ rệt vì GDP quý 3 tăng 4,9%. Họ cho rằng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế nói chung có thể nghiêng về phía suy giảm, trong khi đó rủi ro đối với lạm phát lại nghiêng về phía tăng. Các thành viên ủy ban cho biết chính sách hiện tại đang gây áp lực và hạn chế đối với hoạt động kinh tế và lạm phát. Theo nhận xét công khai từ phía các quan chức Fed cho thấy hai luồng ý kiến. Một số người cho rằng Ngân hàng Trung ương có thể giữ lãi suất ở mức hiện tại, trong khi một số khác cho rằng cần tăng thêm. Một số nhà kinh tế cho rằng việc hạ nhiệt lạm phát từ giờ trở đi có thể sẽ khó khăn, đặc biệt là khi tiền lương tăng mạnh cũng như các yếu tố cứng đầu như tiền thuê nhà và phí chăm sóc y tế tăng cao. Việc làm có lẽ là yếu tố quan trọng nhất giúp giảm lạm phát. Thị trường việc làm vẫn mạnh mẽ ở mức vừa phải. Số lượng công việc phi nông nghiệp mới tăng 150.000 trong tháng 10, một trong những tháng phục hồi chậm nhất, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9%. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng thì nó thường báo hiệu suy thoái kinh tế. Sau 3 quý đầu năm 2023 mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ chậm lại đáng kể. Công cụ theo dõi GDP Now của Fed Atlanta đang dự báo mức tăng trưởng 2% trong quý 4. Financial Times FT đưa tin, biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ được công bố vào thứ Ba theo giờ Mỹ. Biên bản sẽ cung cấp góc nhìn sâu sắc về các cuộc thảo luận của các quan chức xoay quanh việc liệu Ngân hàng Trung ương có nên tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay hay không. Tại cuộc họp chính sách vừa qua, Fed quyết định không tăng lãi suất và giữ phạm vi ở mức 5,25 đến 5,5% sau lần tăng cuối cùng vào tháng 7, 2023. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp mà Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC quyết định không tăng lãi suất. Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết dữ liệu kinh tế vẫn tốt, chứng minh bằng việc thị trường lao động và chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Nhưng điều này cũng có nghĩa Fed phải hành động nhiều hơn để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Mặt khác, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14 tháng 11 cho thấy CPI tháng 10 tăng 3,2% so với năm trước nhưng không thay đổi so với tháng 9. CPI lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng 9 và 4% so với năm 2022, thấp hơn so với dự báo lần lượt là 0,3% và 4,1%. Dữ liệu lạm phát đã củng cố dự đoán của các nhà giao dịch rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất. FT đưa tin, vào thứ Năm, chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI sẽ được công bố giúp các nhà đầu tư theo dõi tình hình kinh tế châu Âu. Báo cáo dự kiến cho thấy một vài tín hiệu tích cực về môi trường kinh doanh trong tháng này.
các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến chỉ số nhà quản trị mua hàng hỗn hợp PMI Composite của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, do hãng dịch vụ tài chính Mỹ S&P Global tổng hợp sẽ tăng lên 47 điểm từ mức 46,5 của tháng trước. Dù có chuyển biến, nhưng con số này vẫn ở dưới mức quan trọng 50 điểm. Andrew Dries, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng UniCredit của Ý cho biết trong một báo cáo rằng kết quả có thể phản ánh sự cải thiện vừa phải trong cả sản xuất và dịch vụ từ mức thấp hiện nay. Cuộc khảo sát PMI tháng trước cho thấy áp lực giá đã giảm bớt và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát khu vực đồng euro sẽ tiếp tục giảm sau khi giảm xuống mức thấp 2,9% vào tháng 10. Lạm phát thấp hơn kết hợp với mức tăng lương vẫn diễn ra là lý do chính khiến Ủy ban châu Âu dự đoán việc chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ sẽ giúp khu vực đồng euro tăng trưởng từ quý 4 năm nay. Nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 307.000 tỷ đô trong nửa đầu năm nay, trích thông báo của Viện Tài chính Quốc tế IIF công bố hôm 20 tháng 9, 2023. Đây là lần thứ ba trong năm nay IIF đưa ra thông báo về thống kê nợ toàn cầu sau khi đã liên tiếp cảnh báo về chiều hướng tăng nợ do những khoản vay chính phủ gia tăng bất thường. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video để cùng biết nhé. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2023, khoản nợ tăng thêm 8.300 tỷ đô la Mỹ của toàn thế giới cũng đã là mức kỷ lục từng được ghi nhận trong một quý. Cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đã đến mức độ báo động, đòi hỏi thế giới hành động quyết liệt hơn để tìm giải pháp chung. Lãi suất tăng và chính sách thúc đẩy nền kinh tế bằng đòn bẩy tài chính là lý do chủ yếu khiến cho tổng nợ cao kỷ lục. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc là hai ví dụ tiêu biểu nhất cho hai xu hướng này. Chỉ trong vòng 14 tháng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã thực hiện 10 lần tăng lãi suất liên tục từ mức 0,25% vào tháng 4 2022 lên mức 5,25% vào tháng 6 2023. Đây là nỗ lực của FED nhằm chống lại lạm phát phi mã gây xói mòn nền kinh tế. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, chi phí đi vay của chính phủ Mỹ cũng tăng, dẫn đến hậu quả là chính phủ Mỹ suýt phải đóng cửa vào cuối tháng 9 2023. Ở thái cực khác, việc duy trì lãi suất thấp để thúc đẩy nền kinh tế và gia tăng các khoản đầu tư đã kéo tỷ lệ nợ trên GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc tăng đáng kể lên 282% trong quý 1/2023 từ mức 273% vào cuối năm 2022. Theo dữ liệu của Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia NIFD có trụ sở tại Bắc Kinh. Không chỉ gia tăng nợ chính phủ, nợ hộ gia đình của Mỹ, thị trường tài chính lớn nhất thế giới cũng gia tăng bất thường. Theo dữ liệu công bố của FED, dư nợ của các hộ gia đình Mỹ ghi nhận mức kỷ lục mới 17.050 tỷ đô la Mỹ trong quý 1/2023, tăng 148 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức tăng 0,9% so với cuối năm 2022. So với thời điểm cuối năm 2019, con số này đã tăng thêm 2.900 tỷ đô la Mỹ. Trong quý 1/2023, nợ hộ gia đình Mỹ tăng ở hầu hết các hạng mục với mức tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục ở hạng mục vay thế chấp mua nhà, mua ô tô, mua sắm và các khoản vay tiêu dùng khác. Đáng chú ý, dư nợ thẻ tín dụng không biến động, duy trì ở mức 986 tỷ đô la Mỹ trong quý 1. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm không có sự suy giảm ở hạng mục này. Thông thường, trong 3 tháng đầu năm, dư nợ thẻ tín dụng thường giảm bởi đây là thời điểm sau kỳ nghỉ lễ. Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và trả bớt nợ thẻ tín dụng ở khoảng thời gian này, nhưng điều này lại không xảy ra trong năm nay. Trên quy mô toàn cầu, nợ công cũng đã tăng lên mức kỷ lục 92.000 tỷ đô vào cuối năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Theo nhận định của ông Victor Gaspar, giám đốc phụ trách vấn đề tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngay trước thềm hội nghị mùa thu của IMF và Ngân hàng Quốc tế Thế giới WB được tổ chức tại thành phố Marrakech, Maroc giữa tháng 10, 2023. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.